thứ ba, tuần thứ nhất mùa thường niên, năm B. Lời Chúa Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Hiến luật điều 41 Mỗi chị em và cả cộng đoàn hãy năng kiểm điểm cách sống ba lời khấn và việc thực thi sứ mạng của hội dòng dưới ánh sáng tin mừng, hiến luật và nội quy. Suy niệm Hôm nay, khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, dân chúng bỡ ngỡ nhận ra người giảng dạy có uy quyền và hơn hẳn các luật sĩ là những người thông hiểu lề luật. Có nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn người ta hiểu và thực thi lề luật của Chúa. Tác giả sách tin mừng không nói rõ nội dung lời giáo huấn của Chúa Giêsu, nhưng chỉ nhấn mạnh đến uy quyền trong lời giảng dạy của Ngài. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự nhận định cũng như so sánh của dân chúng dành cho các luật sĩ với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đầy uy quyền trong lời giảng dạy. Như thế, lời dạy của các luật sĩ những chuyên viên lề luật đã không đủ sức lay động tâm hồn họ. Chúng ta có cần suy nghĩ thêm về điều này không? Là những người sống đời thánh hiến, chị em chúng ta được gọi là những người thông thạo lời Chúa hiểu biết và yêu mến lời Chúa. Cách riêng trong sứ mạng giáo dục giới trẻ về đức tin, chúng ta cũng được xem như là những thầy dạy đức tin, giúp các đối tượng chúng ta phục vụ biết yêu mến và sống xứng đáng với tin mừng của Chúa. Nhưng hãy xét xem chúng ta đã có thể biến đổi người khác bằng lời dạy hay đời sống của mình chưa? Nếu chúng ta không thấm nhuần lời Chúa, không để lời Chúa biến đổi đời sống chúng ta, thì chúng ta cũng không khác gì những luật sĩ kia, chứng tá và lời dạy không đủ uy quyền biến đổi người khác. Vì vậy, mỗi người chúng ta được mời gọi suy xét lại cách sống đời thánh hiến qua ba lời khấn, cách tự đào luyện mình, cũng như cách thực thi sứ mạng dưới ánh sáng tin mừng, hiến luật và nội quy để góp phần biến đổi người khác ngang qua đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, Xin giúp chúng con kiên trì hoán cải và kiểm điểm đời sống mỗi ngày, để chúng con được biến đổi trở nên thánh thiện và xứng đáng hơn trong khi thi hành sứ mạng giáo dục của mình. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Hôm nay chị em chúng ta tiếp tục đọc, hiểu và đào sâu lời Chúa, nghiêm túc thực hiện việc xét mình dựa trên ánh sáng lời Chúa.